Chồng con giống với mẹ chồng con hình như là 95% luôn. Rất là giống luôn, không có một điểm gì khác hết trơn á. Và nhìn giống như là hai chị em vậy á. Mà trước đó là con cũng đã tìm hiểu gia đình bên chồng, là con hỏi với chồng con á là: ê, tôi nói mấy người nghe nè, nhà mấy người có mấy người vậy? Thì chồng con mới nói nhà có 3 người. Con thì lại nghĩ chồng con là út, tại vì chồng con năm nay là 31 tuổi rồi. Xong con mới nghĩ vậy, cái con mới hỏi chồng con là: ủa vậy là ai với ai lớn nữa? Cái chồng con mới nói có anh hai với là chị ba. Thì con đâu có biết, con cứ tưởng là có thiệt. Con mới nói là thôi chị dắt tôi về đi, có gì tôi mua quà cho anh chị luôn. Thì lúc mà tính đi về á thì mới biết được là anh hai là ba chồng của con, còn chị ba là mẹ chồng của con. Chứ mình chồng con chứ không có ai nữa trơn. Trời đất ơi. Từ lúc mà quen trên Zalo đó, con tháng là chồng con đòi cưới con luôn. Dạ đúng rồi. Rồi sau khi đòi cưới đó thì bao lâu mới đám cưới? Tháng 9 là cùi con đám hỏi, và tháng 12 được con đám cưới. Là trong vỏn vẹn 1 năm thôi. Ờ, nhanh vậy đó hả? Không có tìm hiểu gì sâu xa hết hả? Dạ không, tại vì nói chung là con thấy chồng con cũng dễ thương, cũng hiền. Với lại chắc bị chiến xét ở tỉnh đó chứ. Chiến xét ở tỉnh luôn? Dạ. Vậy đó hả? Nên là mẹ chồng kêu là thôi hai đứa con cũng lớn rồi, cho hai đứa con đám cưới đi. Để về còn xây dựng tổ ấm nữa. Rồi khi con về con gặp mẹ chồng con lần đầu tiên đó, thì con thấy tính tình người này sao, ấn tượng người này không? Con cũng ấn tượng với mẹ, tại vì thấy mẹ cười hoài à, mẹ hiền khô à. Nhưng mà cô ơi, lúc mà hai bạn quen nhau trên mạng thôi đó, cô biết không? Không biết. Nó về nó nói: mẹ ơi, con cưới vợ. Ủa mày nói giỡn, mày mới mua đất xong mới lên giường mày nói giỡn hả mày? Mày nói không cưới rồi giờ mẹ làm hết rồi, giờ mày nói mày cưới là cưới như sao? Nó nói thiệt đó. Cô mới điện về nhà dưới quê á. Cô mới nói với mấy dì nó: trời đất ơi, giờ tôi lên giường rồi, tôi mua đất tôi lên giường rồi, mới thất thì mà giờ tôi mới trả tiền ngân hàng xong mà nó biểu tôi đi cưới vợ, giờ là mấy anh mấy chị chích làm sao? Mấy ông mấy anh mấy chị mới nói: giờ cứ làm đi, mấy anh mấy chị phụ. Tại vì là nó cũng 30 tuổi rồi, cơ cậu đụng nó mong lắm, mong lắm, tại nó hiền lắm. Ăn thương chân cái gì là đụng vô nhà là nó mần đủ thứ hết á. Đám tiệc gà vịt nó cũng nhào vô, nó nhổ, nó mần, nó gao gác gì cái gì nó cũng làm hết á. Bởi ăn thương chân mà thôi, rồi nói vậy thôi, thôi giờ con mấy cậu rồi cũng chịu, con dẫn bé về đi. Rồi ngày đầu tiên nó dẫn về thì cũng nói với con bé: nhờ giờ bên đây vậy đó, gia đình cũng không có được giàu như người ta. Con có thương thì con đến nói trước. Rồi nó về rồi xong rồi bâu bển rồi xong rồi mấy một tháng sau là qua nói cưới luôn. Rồi là ấn tượng với cô bé này lúc gặp không? Dạ cũng ấn tượng chứ anh. Thấy nó cũng dễ thương, nó dễ làm dâu mình thì quan trọng là nó mới nghe là được. Cái giọng nó cũng thiệt tình mà. Tình mới gặp thấy nó thiệt tình đó. Đúng rồi. Nó chuyện thiệt lắm, đến nỗi thiệt mà thiệt vậy nè. Nó qua nhà bên đây, cái bên đây mới nấu đồ ăn gửi về cho chị xui. Con mới mình cũng nói giỡn mà nó: con ơi, con gì bánh cái nào ăn được đem qua trả mẹ. Nó vậy đó, nó nói chị xui: mẹ chồng con dặn mẹ cái nào ăn được trả lại. Rồi có trả không? Đâu trả. Ai dám trả. Ý là nói giỡn với nó, nói cái nào ăn được trả mẹ. Rồi về làm dâu sao em? Dạ thì mẹ lúc đầu mẹ cũng hỏi tụi em là tụi em muốn ở chung với mẹ hay là muốn ở riêng. Thì em cũng nói là vậy thôi, tụi con ở riêng cho cha với mẹ thoải mái. Trong khi tụi em đi làm về khuya này nọ rồi cha mẹ ngủ không được á. Rồi với lại em cũng không biết nấu ăn. Xong rồi mẹ nói là thôi nếu mà hai đứa ở riêng á thì cho ở riêng. Rồi về ở riêng nói chung là em không có làm gì hết trơn á, mẹ làm hết trơn. Ủa ở riêng mà mẹ cũng làm luôn hả? Dạ, nhiều khi qua nhà rồi giặt đồ phơi đồ là mẹ làm hết trơn luôn. Chứ em về nhà là chỉ có tắm rửa sạch sẽ rồi ăn xong rồi ngủ rồi, chứ không làm gì khác hết trơn á. Mình cưới dâu á cũng như con mình. Ngày đầu tiên qua nói với anh chị Sương cũng vậy, cưới bé về rồi là em nghĩ là con của em. À, giờ ví dụ như mình qua nhà nó thì nó đi làm cực khổ gì mình cũng mừng cho nó hết đi, kệ đi. Thì nó về chỉ nghỉ ngơi. Hồi xưa mình làm dâu quá rồi. Quá cái đời của mình làm dâu ớn quá. Nói cục luôn á. Vậy đó hả? Làm dâu khó lắm hả? Khó lắm. Còn gặp ông nội chồng, ông già chồng, ông nội cho của thằng bé nó ổng nhậu á. Hết biết luôn. Rồi mình làm hết cho nó, không cho nó làm gì hết hả? Nó đi làm về tới 9 giờ rồi sao nó làm nổi anh. Vậy đó hả? Rồi cô có chỉ dạy không cô? Dạ chứ. Mà cái gì đó thì dạy nó. Dạ. Mình thấy mình hợp điều gì với con dâu này? Nói chung mà tính cách cái gì cũng hợp hết. Hợp là con bé nó hiền. Dạ. Nó thiệt tình. Con với mẹ chứ chưa bao giờ tiếng mày. Ăn uống hợp không? Rồi ăn mặc hợp không? Hợp cái là hợp là cho nó chơi sửa sẵn tối đa. Nó xăm mình vậy sao? Hợp không? Cần cái đó là con gái bây giờ mà thời nay mà.
nó phải cho nó sửa sạn, nó muốn thích thì cho nó xăm chứ. Vài bữa nó rủ mày xăm đi xăm mình luôn được không? Không. Em thấy mình hợp với mẹ gì? Em hợp với mẹ hợp tính cách, thì tay của mẹ trẻ trung nữa, năng động. Em với mẹ hợp nhau về vấn đề đó, nhưng mà em thích cái gì là mẹ sẽ thích cái đó, chứ mẹ không có kiểu như là cấm đoán hay là gì hết trơn á. Bữa nào đi sắm đồ, sắm đồ đôi đó. Mẹ không chịu mặc đồ đôi với con chứ. Không chịu mặc đồ đôi đi, hai người mặc đôi là cũng đẹp lắm á. Sai chắc cơ cỡ xem nhau nhờ. À, lúc mà đám cưới xong ở trên đây á, đã nhà hàng xong cái về quê em cưới anh Quỳnh á, biết sao không? Mấy con mời được hai bạn bạn học của em á, xong mấy đứa nói trời ơi Diễm ơi, mày cưới dâu gì giống mày Trang, cái dâu gì gái mày chân dâu gì gì mà con tướng một à. Dạ em trai cũng nói chân đếm cưới 10 người, nói hết 10 người xem vậy luôn hả? Xem luôn, hai mẹ con mặc đồ là vừa nhau luôn á. Thử bữa nào con mua hai bộ đồ giống như là một á, đưa mẹ mặc bộ, con mặc bộ đi chơi, tao nói hai chị em con. Dạ. Có bao giờ em mua đồ cho mẹ không? Dạ có, nhưng đầm mẹ đang bận lại em mua cho mẹ. Wow, cũng hiểu gu mẹ đúng không? Dạ. Ba chồng có thương con dâu không? Trời ơi, thôi ông cưng, ông cưng hết cỡ luôn, cưng dữ lắm luôn. Tao nói nước đá ở ngoài mà ông cũng cho uống nữa. Chiều là ông xách toàn tan bốn cục nước đá qua, ông bỏ vô trong cái vít mua cái thích bự cho nó. Yeah. Một kiểu mua tủ lạnh nó không chịu, nó nói tại vì hai nhà thì ở gần mà mua tủ lạnh thì để bên đây nó phí, nó đi tối ngày. Thắng nước đá qua cho con dâu. Ờ. Ông không nhất định không cho uống đá ngoài, ở nhà đổi nước bình uống hết xong cái rồi ông làm đá cho nhiều, cái rồi chiều bữa nào cũng xách qua cho con bé. Trời ơi, nghiệp không? Con rất là hạnh phúc khi được mẹ chồng với cha chồng thương hết mực luôn á. Dạ. 8 tháng qua mẹ chồng có nói lời nào làm con hơi buồn gì không? Dạ không, mẹ chồng thì không nói làm con hơi buồn, mà mẹ chồng hay kêu là để đi để mẹ nuôi cho. Thì con vẫn chưa có em bé á, thì kêu để mốt mẹ già là mẹ không có nuôi được phụ đâu ở nhà, lúc đó đừng có khóc à. Đúng rồi, vậy em 51 tuổi rồi, giờ thằng con em thì nó cũng 31 tuổi rồi. Mà giờ nó không sanh thì nữa, tới đó em giữ hết nổi làm sao? Thì thôi còn trẻ mà đâu mà Trẻ chứ, biết đâu. Nhưng mà hai vợ chồng mình là đang bận việc nhiều quá hay là dự định khi nào? Dạ không, hai tụi em cũng để khi nào có duyên thì con sẽ tới với mình. Không có áp lực, khi nào mà có con tới thì con sẽ tới. Nhưng mà hai mẹ con mình có nhiều thời gian để tâm sự với nhau không? Dạ cũng có chị, nhiều khi em đi làm về mẹ còn thức á, thì em với mẹ cũng có nói chuyện. Với lại chủ nhật mỗi tuần thì mẹ nấu mấy món khác mỗi ngày á, thì hai mẹ con có thời gian tám với nhau nhiều hơn. À, tám như chiều thứ bảy về thì họ điện nhắn tin hỏi con ăn gì. Thường thì mình nấu cơm canh đồ xào đồ rồi. Dạ. Mấy cái ngày chủ nhật thì phải nấu cái này cái kia đừng cho nó ăn. Rồi mà hỏi nó thích cái gì ăn mà mình làm nấy. Nấu theo yêu cầu của con dâu. À, đúng rồi. Thì chứ có ai giờ con dâu yêu cầu ngược lại mẹ không? Dạ không, mẹ chỉ hỏi con là thích ăn cái gì rồi mẹ nấu cho con ăn thôi, chứ chưa bao giờ mẹ nói bữa nay con nấu cho mẹ ăn bữa, tại vì mẹ biết con không biết nấu. Con mà vô chắc banh chành luôn. Có bao giờ mua cái gì cho mẹ ăn không? Dạ có, em cũng có hay hỏi mẹ thích ăn cái gì này nọ gì để ý sở thích của mẹ, nhưng mà mẹ cũng sợ mập lắm chị, mẹ không có chịu ăn. Mua về mẹ cứ để đó chứ cha ăn không, mẹ không có ăn. Làm ra tăng ký luôn hả? Dạ, cha cũng ốm nhom mà chú không muốn có mập tại ông nhỏ con. Trong 8 tháng qua đó con thấy xúc động điều gì mà mẹ chồng con đã dành cho con? Dạ nhiều khi mẹ bị bệnh đó chú, mẹ vẫn nấu cơm cho tụi con ăn mà vẫn nấu theo yêu cầu luôn. Mà trong khi tụi con thì gọi điện hỏi mẹ là mẹ ơi, mà mẹ thấy trong người sao rồi, mặc dù là mẹ rất là mệt luôn mà mẹ vẫn nói dối con là mẹ rất là khỏe, rồi hôm nay mẹ vẫn có thể nấu cho con những món đó con ăn. Rồi xong mẹ hỏi đi mua thuốc nha mẹ. Không mẹ khỏe không có uống thuốc. Sao chị thương con dâu đến mức vậy luôn đó hả? Đúng rồi, còn mình bệnh thì mình đi mua thuốc, còn không á thì lúc mà nó đằng xưởng có lính đó mượn nó mua. Sao mình không nghĩ là nhờ con dâu nó mua? Nó làm xa anh và mượn nó đi mua tội nghiệp đó. Trời ơi, nắng nữa 12 giờ trưa rồi bệnh hoạn gì rồi nấu cơm cho con, rồi sức khỏe mình không có, rồi mà rủ mình ở nhà mình có bệnh gì rồi ai lo cho mình? Sao không nghĩ bản thân mình có ổng? Ở với ổng thì ổng lo, chỉ lo cho con dâu thôi, bản thân mình có người khác lo rồi. Đúng rồi. Thế mày chồng con thương con không? Dạ thương, mẹ chồng con thương con là có bao giờ mẹ con thấy mẹ chồng con khóc vậy chưa? Dạ chưa. Khi mà mẹ chồng nói với con dâu mà mẹ chồng rơi nước mắt như thế, chứng tỏ rằng trong tâm của người mẹ chồng á, coi con dâu như là con ruột của mình vậy đó. Dạ. Chứ không còn cái khoảng cách giữa nàng dâu với mẹ chồng nữa đâu. Dạ. Mẹ hay kiểu như là làm nhiều quá chị, xong rồi em nói mẹ là thôi mẹ nghỉ ngơi đi. Một bữa mẹ cũng không chịu nghỉ luôn, mẹ vẫn cố đi làm. Chừng khi nào mà mẹ làm không nổi nữa thì mẹ mới chịu về nghỉ thôi. Chứ em cảm thấy là lo cho sức khỏe của mẹ á.
rồi mẹ không có nghe em. Em không nghe thì em kêu chồng em, ê, mấy người gọi cho má đi, nói má là tranh thủ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, có gì xin chủ một nghỉ một ngày, rồi có gì mai mình khỏe mình làm lại không sao hết trơn. Thế là chồng em điện cho má, má em nói chuyện, nói rồi cái kêu thôi mẹ đi về nghỉ đi, cái mẹ chồng em lại nói không không, mẹ khỏe không sao hết á, mặc dù đang rất là bệnh luôn mà vẫn nói không sao, để đi làm cho hết bữa đó mới về. Hồi lúc bị Covid mẹ cũng bị cái hệ lụy của Covid đó chị, nên là em cũng lo cho mẹ, tại vì mẹ em á, trong xóm là mẹ em là thở tới 10 bình oxy lận, cho nên là em rất là lo sức khỏe cho mẹ. Thì là nặng rồi đó. Dạ. Điện qua ông bác sĩ mình chạy gãy, ông chuyển qua cho 5 liều thuốc F0. Ông đưa, ông gửi shipper qua ở nhà, cái đầu nó mua thuốc sữa anh chua rồi ông đổ suốt vô với Yến. Tới chừng qua xong cực giật dịch rồi lên 10kg. Trời ơi. Sợ gần chết lên 10kg. Xong cái rồi từ hôm đám cưới tới nay nè, cái kia ngăn ghét cái xuống được 10kg mà cũng chết luôn. Lúc đám cưới là lớn không con? Dạ đám cưới con làm lớn chú, bên nhà gái con là làm 40 bàn. Ồ. Bên nhà trai là làm 30 bàn. Ồ, làm lớn quá hả? Rồi mẹ chồng lo hết cho con luôn? Dạ, bên nhà chồng thì mẹ chồng con lo, còn bên nhà con thì ba mẹ con lo. Còn hai vợ chồng con lo mấy cái việc lặt vặt thôi, phụ cha với mẹ thôi. Em có cảm nhận được là mình đang thiếu sót cái gì không? Em chỉ có thiếu sót là em không có biết nấu ăn thôi chị, còn ngoài ra là mấy cái kia thì em cái gì em cũng làm được hết trơn á. Sao em kêu mẹ dạy cho? Không phải mẹ có dạy cho em, nhưng mà tại vì em không có thích cái món đó nên là nấu ra nó cũng không có ngon. Vậy là nào giờ về 8 tháng là chưa nấu món nào cho chồng luôn? Dạ. Hả? Dạ không, chồng em nấu cho em ăn không rồi chị. Trời ơi sướng dữ vậy. Chưa cho nấu nồi cơm nữa. Trời. Chưa bắt nồi cơm, chưa kêu con ơi con thôi con đi vô cơm bắt lên nữa. Thiệt, cái đó nói thiệt. Chị có bao giờ mà giận nó nói này nó kia rồi không? Không. Không luôn? Không. Có làm gì làm. Có bao giờ thì chồng con nói con về điều đó không? Dạ không, chồng con cũng hiền y như mẹ vậy á. Không hiền vậy đó. Dạ hiền. Có ai nói gì nói rồi. Ai đứa gây lộn chắc chồng con thua con quá hả? Con đuổi chồng con gì ra khỏi nhà luôn. Hả? Thiệt không? Dạ thiệt chị. Vậy đó hả? Tại vì mẹ không biết, tại vì ở trên đây mẹ mới biết thôi chứ đó giờ tụi em gây lộn với nhau là mẹ không có biết. Mấy người đi khỏi nhà đi hả? Kêu cuốn đồ về nhà ba má ở đi. Rồi ổng đi đâu? Cái nói gì hỏi chứ nó hồi gì lỡ ở đây chung rồi giờ tự nhiên bắt cuốn đồ đi là sao? Đó rồi nay để lộ cho mẹ biết rồi đuổi con trai mình kìa cô. Hồi lúc hồi cưới về rồi nó làm dâu mà cô cũng nói mà cô nói thằng Cường thì tắm nó hơi cơ cọc với nó làm cái gì cứ nói đại nó cứ nói mẹ cho nói mà. Rồi ví dụ như bây giờ mà nó nói cái gì mà nó nói nặng nó nhẹ con thì về nói với mẹ thật sự nó. Còn cái thằng này nè, mày không được quýnh vợ nha, mày quýnh vợ cái là mẹ đập mày chết. Đừng giàu quá ha, nói gì nói chứ lẽ giờ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm con không nấu cho mẹ con ăn được món nào hết. Chồng con cũng phải nghĩ ra hai vợ chồng bữa nào nó nấu một bữa cơm trọn vẹn ra mời mẹ qua ăn, ba qua ăn. Ừ, chú có nhận được một lá thư ăn chắc ông và chồng ngồi cười hoài quá. Ờ thì sao vậy? Ông hiền luôn, ông dâu ông làm gì ông ngồi cười hoài à, nói gì á ông còn hiền hơn nữa. À đây con lá thư con gửi cho mẹ đây. Mẹ ơi, con viết lá thư này thay lời cũng muốn nói với mẹ mấy điều mà con chưa bao giờ nói với mẹ. Con cảm ơn mẹ đã yêu thương con như con gái ruột của mình. 8 tháng qua con cảm thấy thật là hạnh phúc vì được mẹ yêu thương, chăm lo cho con từng cái nhỏ nhặt nhất. Mẹ chưa từng la hay là nặng lời với con, mặc dù nhiều lần con cũng nóng tính. Cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương, nấu từng bữa ăn cho con. Chỉ cần con nói thèm là mẹ làm liền luôn. Nhiều khi con thấy có lỗi, tại mẹ thương con nhiều vậy mà khi mẹ bệnh, con không chăm lo được cho mẹ như mẹ lại lo cho con nhiều hơn nữa. Điều hạnh phúc nhất của con là được làm con dâu của mẹ, được mẹ thương như là con gái ruột vậy. Con muốn mẹ có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ mỗi ngày và bỏ qua những lỗi lầm nóng tính của con. Con thương mẹ nhiều lắm, con dâu của mẹ. Vậy thì có anh Ngư Quyền Linh với Lan Lộc đây, giờ con nó nói vậy mình không biết nói gì hơn. Mình cầu chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc là được rồi. Tính ra là em không có nói chuyện những cái lời yêu thương trực tiếp với mẹ hả?
nói chuyện ăn uống với nhau xong rồi cái tám tám mấy chuyện hàng xóm rồi vui thôi chị. Chứ hai mẹ con cũng ít nói chuyện yêu thương nhau lắm. Nhiều khi có mấy cái lời mà mình khó nói quá thì phải dùng thư để nói cho mẹ nghe. Bây giờ con ngồi xích lại với mẹ đi. Dạ. Ngồi sát bên mẹ đi. Rồi nói với mẹ đi. Dạ, 8 tháng qua thì con làm dâu mẹ là con thấy mẹ rất là hiền luôn. Mẹ không bao giờ mẹ la con gì hết trơn. Mặc dù mà con có nóng tánh cỡ nào, con có giận đùng đùng đi nữa, mẹ với mẹ ruột của con á thì con coi ai con ai cũng là ruột của con hết trơn á. Con không nghĩ là mẹ chồng con, tại vì ra đường tại hai cái mặt này người ta không có nói là mẹ chồng nàng dâu đâu. Con sẽ cố gắng sẽ học ít nhất là những cái món mà bình dân nhất, nấu cho mẹ một cái món thật là ngon. Con mong ước nguyện là suốt cuộc đời cô sẽ ăn cơm chung với anh Cường, với anh Quanh suốt đời. Hôm nay chồng em có tới không? Dạ, hôm nay chồng em bận công việc nên không có tới được chị. Đó, mẹ con chỉ có một điều là mong muốn là ăn cơm chung với con, với chồng con suốt cuộc đời luôn đó. Hôm nay con tới đây thì con có một cái món quà nhỏ nhỏ tặng cho mẹ. Rồi, nào. Mẹ đợi con chút xíu. Hôm nay con đến đây thì con có mua cho mẹ một cái áo đầm. Con tặng cho mẹ. Cảm ơn con. Mở ra coi đầm đẹp hơn. Không biết em có nhớ cái áo đầm mẹ, áo đầm thứ mấy em tặng mẹ chưa? Dạ cũng nhiều cái lắm mà chị. Mẹ để dành cất tủ, mà mốt đi đám cưới mới lấy ra đây chị. Đó, đẹp mà. Ừ, mà đẹp mà. Sắp tới mình có tiệc gì chưa cô? Có, sắp tới đám cưới đi đám cưới. Wow, đẹp nha, tặng mẹ sang nha cô. Chiều nay về mặc đồ ăn cơm với con dâu. Không, mặc ăn cơm với ổng. Ăn cơm với ổng chứ ổng thấy không? À, quả hồn không? Phe con dâu tôi mới tặng cái đầm. Mới tặng cái đầm này ổng thấy không? Vậy nói chồng con mua bộ đồ tặng ba con nữa để hai vợ chồng chiều nay ăn cơm đồ mới, mặc đồ mới ăn cơm. Dạ mong cho. Dạ ý là con còn có một món quà đặc biệt nữa dành tặng cho mẹ. Rồi. Nhìn nữa con. Hôm nay là con tự tay nấu một cái bữa cơm này. Chiều mà chưa bao giờ có làm. Cái món này là con tự nấu làm cho mẹ ăn. Thì đó giờ con chưa có nấu cho mẹ con ăn lần nào hết trơn á. Mà nhỏ mày đừng có chê nha. Con làm mấy món vậy luôn đó hả? Làm mấy món phức tạp quá ha. Cũng là phức tạp có chút. Đó với con là phức tạp đó. Rồi. Nhưng mà sao ngày hôm nay em lại nấu cho mẹ bữa cơm làm món quà đặc biệt? Dạ tại vì hồi đó giờ em làm dâu mẹ 8 tháng rồi em chưa có nấu cho mẹ ăn gì hết trơn á. Nên là hôm nay muốn tạo bất ngờ cho mẹ. Mẹ mới nấu cho con. Nấu cho mẹ bữa cơm cho mẹ ăn. Đôi khi điều quan trọng nhất chỉ là mẹ và con dâu ngồi ăn chung với nhau. Dạ. Đôi khi điều quan trọng nhất là hai người sẽ chia sẻ và tâm sự với nhau. Không phải có tiền là được tất cả mọi thứ. Đôi khi có tiền mà cũng không có những cái điều như vậy. Và những điều tuy là nó nhỏ như vậy mà nó rất là lớn đối với mọi người trong gia đình. Thì con thường xuyên làm điều này thì chắc chắn mẹ con rất là hạnh phúc. Mẹ rất là hạnh phúc, hôm nay con nấu cơm cho mẹ ăn. Mẹ muốn cơm chung với con hoài vậy nè. Đó, ăn thử coi nó. Cái vị nó chiên trứng với lại xào rau muống nó giống nhau không? Cái ăn đi chị. Thử xem. Quý vị thấy đó. Đôi khi trong gia đình lên với lại là đúng rồi cô ạ. À. Chúng tôi muốn hai mẹ con ăn với nhau thôi. Thật ra chúng tôi cũng ăn rồi. Cơm cái vị nó được không? Được rồi. Em coi trên mạng hả hay sao? Dạ không, mấy cái món kiểu dần như vậy thì em sẽ gắn làm được. Còn những cái món phức tạp hơn thì em không làm được. Thật ra hôm nay chú thấy rằng con cũng rất yêu thương mẹ chồng đó. Những cái lời con nói ra nó cũng tận gan ruột luôn. Và mẹ chồng cũng cảm nhận được cái tình yêu thương của con. Và mẹ yêu con như là con ruột của mẹ. Giống như con yêu mẹ như mẹ ruột của mình vậy đó. Thôi chúc cho mẹ chồng nàng dâu luôn luôn sẽ có những giây phút tuyệt vời như thế này. Dạ. Và chúc cho con năm sau sẽ có tiếng cười của trẻ thơ. Chúc bà sẽ có cháu nội. Dạ. Rồi, cảm ơn gia đình đã tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu và nói lên cái nỗi lòng của mình. Mặc dù 8 tháng nó không phải là dài và cũng không quá ngắn, như đó đủ để con hiểu nhau làm dâu thế nào, là mẹ chồng thế nào rồi. Nghề phải tổ là tổ nghề của mình. Mình tôn trọng, mình yêu cái nghề mình. Thành mình kính ông tổ là tổ nghề thôi. Chứ nếu mình diễn mình dở quá thì xin ông tổ đem tổ cho mình giỏi, đâu có giỏi được đâu. Mà phải trải nghiệm, phải học hỏi, phải thăng lộ, phải đau khổ, phải vấp ngã trên đường đời. Rồi phải nhìn thấy, phải cư xử, người ta phải đá lên, đá xuống.
lặng học cho cái nghề này rồi mới lớn lên được. Nghề khó mà. Khó. Tại vì chứ nếu mà nó dễ dàng quá thì ai cũng là dễ dàng. Dạ đúng rồi. À, chị với con dâu có giờ mong thuận nước ta được cãi nhau chưa? Cái bức tường nó thẳng tưng mà. Chưa. Chị chưa bao giờ cãi. Có bao giờ chị la con dâu? Cái la của chị thì giống như nãy Trọng nói đó. Con làm cái điều đó con sai, suy nghĩ lại đi. Nói thẳng luôn. Nói vậy đó, cái chuyện đó con suy nghĩ lại đi. Con suy nghĩ lại đi. Con như vậy vậy nè, suy nghĩ lại. Bởi vì đó Úc, chị cũng nói như vậy thôi. Là con chị trong nhà chị cũng nói vậy, còn những đứa em mà tỷ dụ như mà chị lỡ bước qua mà chị nghe hai chồng nó gây lộn chị cũng không tham gia, vì chị đâu có biết nó gây cái gì để mà mình tham gia. Nhưng tới mức độ mà mình thấy rằng phải dừng lại thì nó thôi đủ rồi nha, nhiều đó thôi. À có nghĩa là nghe không được rồi đó, là chị chỉ nói vậy thôi. Tôi nói rất ít. Chị có một cái cá tính rất là đặc biệt là khi mà chị làm ở trong cái giới của chị á thì ai cũng nói chị hung dữ, chị già dặn ai cũng nói chị hung dữ. Nhưng cái la, cái mắng của chị, cái chửi của chị á là nghệ sĩ nó rất là yêu, là tại vì chị nóng ruột nó làm không có được, chứ không phải là xúc phạm nghệ sĩ. À không có, con chị tuyệt đối không xúc phạm nghệ sĩ, dù đó là quân sĩ thì con không xúc phạm, con người nghệ sĩ thì không. Nhưng mà chị nói ví dụ như chị dạy hoài nó cầm cái đó, nhưng mà giờ là chị bị giết má mày thôi, tại sao chị hoài mà không được chứ con. Tại là cái la cái nóng của chị mấy em mấy con nó chấp nhận được, nó chấp nhận được, nó không có làm tổn thương, không làm được tổn thương một cá nhân nữa. Nhưng mà chị có cái đặc biệt khi chỉ còn ba là chị không giận, mà chị nói bữa nào chị nói thôi tụi con tập đi, bác ngồi với má xem là đứa nào có thấy mặt xanh rất nhớ. Tôi không có sợ đâu hả? Đó đúng là giận, là giận đó, có nghĩa là mình tập nhiều lần. À, khi nó có mình tập á, mình thấy phạm nó thì nó làm được. Mà buông ra thì nó cũng như cũ, có nghĩa là về nhà không tăng liệt. Và ra chị nói vậy cái nó má làm thơ đi, má làm thơ đi chứ còn má như vậy là không được đâu. Bắt đầu la lên thì nó đó cái này nó má này thì nó tụi nó thoải mái. Thì nói chung là cá tính là với con dâu thế là mỗi lần mà má la con chú hỏi con mới nhớ lại, con mới kiểm tra lại là đúng thì thiệt là trong 8 năm qua chưa bao giờ mẹ la con, chưa bao giờ luôn. Có mẹ đùa con la thôi, mẹ đùa con la nhiều lắm nhưng mà chưa bao giờ bị mẹ chồng la đó. Thì thật ra mẹ thì không có dùng từ la, mẹ thì sẽ gọi qua mẹ nhắc nhở, mà mẹ kêu qua và mẹ nếu mà biết thừa biết là mình làm chuyện có lỗi đó thì trên đường đi qua là sáng hối từng đi qua xong mình đã chừng bước mở cửa đi tới cái cửa phòng mẹ rồi là phải biết được là phải dùng cái thái độ gì để mà tiếp nhận và để xoa dịu mẹ cái lúc này. Xong rồi bình thường là mở cửa vô lúc nào cũng thấy mẹ coi tivi, còn mà qua mà mở cửa vô mà thấy mẹ coi tivi là chuẩn bị coi mình thì con sẽ đi vô rồi con. Nói chung là có một lần đó thì vợ chồng con cũng đương nhiên sẽ không tránh khỏi những mâu thuẫn, thì tụi con có ý định là không tiếp tục, tụi con muốn là mình sẽ suy nghĩ lại, tức là mình sẽ phải ngồi lại mình suy nghĩ lại, tại vì cái mâu thuẫn nó kéo dài qua cả tháng, nó sẽ làm cho hai người kể cả hai người không hết cảm thấy thoải mái nữa, cảm thấy bị bức rứt. Thì mẹ có kêu qua thì mẹ chỉ nói đúng một câu thôi là tụi con lớn rồi, cái gì làm được cho tụi con mẹ đã làm rồi, và còn chuyện còn lại là tụi con tự quyết, thì tụi con nên tự chịu trách nhiệm về làm sao làm không để cho con cái mình nó khổ. Vậy đó, cái con nghe vậy xong cái con cái lần đó là cái lần con cảm nhận là mẹ la con duy nhất mà, nhưng mà con nghĩ là nó không phải là la, mẹ nhắc nhở con thật ra đó là lần lớn nhất cái mâu thuẫn mà con nghĩ là về cũng nằm con suy nghĩ con chăn trở nhiều về cái câu của mẹ. Thật sự mà nói đã bước lên làm cha làm mẹ làm bà thì ai cũng có con mình. Nó hơi trục trặc gì đó.
đứa nào cũng có khuyết điểm, có đứa nào cũng có nhược điểm mà thấy cái nhược điểm, cái khuyết điểm rất là tốt, rất là đẹp, bỏ qua được. Lý do bây giờ là hai người thành một rồi, rồi có con cái, có gia đình, rồi còn có mặt mũi với chung quanh, rồi đó. Bây giờ không còn chỉ là hai người nữa mà nó còn có cộng đồng ở ngoài nữa, rồi gia đình nữa, thì tại sao không thể buông bỏ, không thể buông bỏ những cái sai lầm mà vợ hoặc chồng mà phải? Thì từ lúc làm dâu bây giờ 8 năm mà con thấy là con có những cái điểm nào mà chưa làm tốt với chồng? Con thấy là con chỉ làm tốt một chuyện là chọc cười thôi. Dạ con đúng, đúng kiểu đi vui vui. Cái này con nhận định rất rõ, tại vì mình mà biết mình vị trí của mình là vị trí nào trong gia đình đó thì mình sẽ phát huy cái đó. Giống như bình thường nếu mà để là một người mà thường xuyên chăm sóc mẹ thì con không phải, tại vì con thứ nhất là con không có quá nhiều thời gian, mà con sinh em bé xong á con nghỉ mất 3 năm thì cái khoảng thời gian đó con lại tập trung cho cái việc chăm sóc con chăm sóc gia đình cho con, rồi mà kinh tế của mình là lo lắng nữa thì lúc đó rất là nhiều áp lực, cho nên vợ chồng con cũng không có dành nhiều thời gian cho mẹ luôn. Rồi sau đó con mới quay trở lại, con nhắn con đi làm nghề lại á, thì khi mà con đã quay trở lại thì con lại được may mắn cái đó là mọi người đón nhận con một lần nữa một cách rất là lòng thiết, là con nhận được rất là nhiều điều khác trong thời gian rất là bận luôn, cho nên là càng lúc á cái thời gian cái quyền thời gian nó có nhiều thì nhớ mẹ nhẹ rất là gần luôn, hai buổi đi qua có cả có cái đầu nhưng mà nhớ mẹ, rồi nhớ là sẽ lâu rồi cũng không mua hay cho mẹ, rồi lâu rồi cũng muốn qua để họ cùng con một bộ phim với mẹ, cùng nói về một câu chuyện với mẹ, cùng chia sẻ về những vấn đề, tại vì hồi đó con cái thời gian mà con chỉ còn cái hầu với lại sinh con con qua rất là nhiều, con ở bên hầu như là con ở bên nhà mẹ nhiều, còn sau khi con sinh xong rồi đi làm lại nữa thì con không có thời gian, thì con rất là thiếu sót, con biết được là khi đã thấy một ngày là họ không có mẹ bé qua cho mình hỏi thăm, rồi có khi cũng một hai tháng tụi con cũng không về nhà. Con cũng hiểu được là mẹ cũng bận nữa, mẹ cũng có những công việc riêng của mẹ nữa, thì cố gắng làm sao để mẹ con có những dự án làm chung, rồi cố gắng làm sao để dung hòa được cái khoảng thời gian đó là dành thời gian cho mẹ, con chỉ thiếu sót cái phần đó thôi. Thật ra thiếu sót phần quan trọng đó chứ. Dạ đúng rồi, con ít có thời gian ở bên mẹ. Không có thời gian bên mẹ mà cũng không có thời gian để lo cho mẹ gì hết. Nhưng mà mẹ thì lại là ít nói nữa, tức là ít khi nào xem vào cái cuộc thật sự mà nói thế này nè. Còn cái gì mà nó bởi vì mình cũng làm nghề rồi cũng là nghệ sĩ, thành ra sao chị nghĩ đơn giản là cho nó thoát ra, bởi vì mình cứ đem những cái bực bội rồi những cái trách móc rồi cứ để vô đầu là không làm nghề nữa. Nhưng mà thật ra là chị cứ dâu về không có con dâu nó không có lo cho chị, nó ở bên cạnh mình chị không có gì mà đúng với giữa con dâu gì có buồn không? Không. Lý do? Có cả chị hồn. Chị đứng ra là có nghĩa là cái này là ba đứa con dâu mà qua thăm chừng khoảng chừng nửa tiếng một tiếng thì rất là quý, mà nó ngồi nhìn tiếng hồ rất là mệt rồi. Nói nhiều quá. Chị không ăn nhiều, chị bị mình đã mình nói nhiều ở ngoài đường rồi còn đóng giá xong mà còn la lối ra ngoài đường rồi sao mà nó về á, cứ nghĩa là nói mình nghe giống như từ nãy nó nói thì mình chỉ ngồi chỉ tiêm chị nghe đó, mà nghe thì tỉ dụ nửa tiếng chịu đựng được đâu phải mình con mà ba chị nữa đó, là bốn chị là cũng như chị vậy đó hả, cứ nói cái gì đó từ chị đến tên bốn dâu là cứ xả rồi xuống vậy nè, có bị lâu quá không gặp cái đời à. Nói chung là tâm lý là muốn về làm gì đó hỏi thăm mẹ có mẹ khỏe không, bà mẹ có ăn gì không, mẹ đi quay bao nhiêu lâu rồi, mình là làm gì cũng hỏi thăm quan tâm, nhưng mà quan tâm không có đáng. Rồi đâu chừng nửa tiếng là phải lên đầu rồi, lại là bốn dâu tự dâu. Thảm với nhau được không? Dạ, rồi. Tâm mẹ nửa tiếng là mẹ mệt rồi. Nhưng mà em đang thắc mắc là trong cái khoảng thời gian mà chị mang bầu, chị sanh em bé nè, cái mối quan hệ của mẹ với mẹ chồng nó có khăng khít hơn không? Mẹ với mẹ chồng của chị với mẹ chồng. Dạ. Có em, tại vì chị không ở mẹ chị, tụi con ở riêng, tụi con sống riêng luôn, không nguyên từ lúc kết hôn.
Vậy mình phải sống thật với con. Là tại vì cái nghề này mà trong lúc nó sang thì chỉ đi vô thăm rồi đi kia nọ vậy thôi, chứ còn nếu mà nói chăm sóc là không có. Con nấu nướng gì con dâu ăn? Dạ luôn. Mẹ nấu gì rồi? Nấu rồi đi làm quyền gói. Chỉ biết chỉ à, có nghĩa là mình sanh con đầu lòng thì phải ăn cái gì thôi. Chứ còn để bước chân xuống mà nấu từng món ăn cho con do lúc sanh nở thì lại không có. Mẹ con nấu giỏi không? Mẹ con nấu rất giỏi luôn. Mẹ con nấu giỏi nhất là nấu cháo điện thoại á chú. Mẹ con có những người bạn phương xa đó, là mẹ con có thể nói chuyện là xuyên đêm luôn á. Trời đất ơi. Nói từ 8 giờ tới rồi nói tới 8 sáng mà nói là 3-4 người luôn á. Mẹ con có ai điện thoại gì nè. Là mẹ con vừa nói chuyện với mình hay sao là mẹ con nói đợi